Các bạn nếu muốn có thật là nhiều con huy hoặc là nick VIP, hãy vào ngay shop toluki.com. Khi mà các bạn đăng ký tài khoản mới vào trong đây ấy, các bạn sẽ nhận được con huy hoàn toàn miễn phí luôn nhá. Ở đây sau khi mà tạo tài khoản mới xong này, các bạn nhấn nhận con huy free. Wow, ở đây mình nhận được 314 con huy hoàn toàn miễn phí luôn. Đường link ở shop mình sẽ để phía dưới dành cho tất cả bạn nhá. Hello, xin chào tất cả bạn đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe bạn nhé. Trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa đến cho tất cả bạn một số thông tin mới liên quan tới chuỗi sự kiện AOV đây. Rất là nhiều bạn tò mò bảo là anh ơi, không biết là chúng ta có được free skin gì. Thì trong video này mình sẽ bật mí tới cho tất cả bạn. Kèm theo là mình thấy là có một server nước ngoài ấy, người ta cập nhật về chuỗi sự kiện mới rồi, nên là mình sẽ qua review tới cho tất cả bạn xem kiểu gì. Sắp tới bên server chúng ta cũng cập nhật như thế thôi, nên là review trước cho các bạn để chúng ta biết các bạn nhá. Ok, nên là các bạn đang xem thì đừng quên là like, đăng ký kênh và ủng hộ cho mình đấy. Luôn cập nhật các sự kiện nhanh nhất, sớm nhất như thế này mà không like, đăng ký kênh là hơi buồn thôi nhá. Kèm theo các bạn lại còn nhận được các phần quà như là skin tới từ mình nữa thì rất là tuyệt vời. Mình lựa chọn các bạn comment may mắn nhá, không để lựa chọn hết được các bạn ơi. Tại vì số lượng kết bạn thì có giới hạn này, rồi là chờ đủ thời gian thì nó cũng hơi lâu, nên là lựa chọn dần dần thôi các bạn nhé. Ok, và tiếp theo thông tin đầu tiên mình muốn đưa tới cho tất cả bạn trong video này, đó chính là sắp tới ấy, trong chuỗi sự kiện AOV đây, các bạn sẽ có tổng cả là 4 skin sẽ được ra mắt các bạn nhé. Đây mình đang có mặt trên trang AOV New rồi. Đầu tiên là trang phục của Zuka này, ở giữa là Quillen các bạn nhé, ở giữa là Quillen. Tiếp theo bên tay phải là vị tướng Kera, và thêm một bộ skin mới nữa của vị tướng Illumia các bạn nhé. Uầy, rất là đẹp. Skin này thì nói chung là hình ngoại hình ấy, mình nhìn bức hình thì đẹp đấy, còn không biết là đến lúc mà Liên Quân cho ra mắt skin thì sẽ là bực gì đây thì chúng ta chưa biết được. Và theo một số bức hình mình cũng có tìm hiểu được ấy, là skin của vị tướng Zuka sẽ được free các bạn nhá. Đây là một số thông tin mình tìm hiểu được thôi, vẫn chưa phải là thông tin chính thức, nên là có thể sẽ bị thay đổi các bạn nhá. Nhưng mà có thông tin thì cứ đưa tới cho tất cả bạn thôi. Đó chính là Zuka, các bạn thấy chúng ta đang có một bức hình đúng không? Zuka các bạn sẽ nhận được miễn phí. Và skin này sẽ có, đó chính là bậc S hữu hạn các bạn nhá. Uầy, theo mình thấy là bậc S hữu hạn thì cũng ok, nhưng mà sao lại có bức hình như thế này thì mình thấy là cũng khá là hay đúng không các bạn? Bức hình dán trên một con xe đó, liên quan tới sự kiện ngày hội Liên Quân thì mình thấy là cũng khá là chuẩn rồi đấy. Thông tin cũng hơi bị chuẩn rồi, nói chung là cũng tỷ lệ khá là cao. Còn lại thì chúng ta phải chờ bên phía Garena Liên Quân Mobile thông báo tới cho tất cả bạn thôi. Ok chưa? Đó, không biết là các bạn nào đang xem ở đây chúng ta thích skin của vị tướng Zuka, skin mới sẽ được tặng free hay là không, thì chúng ta nhớ là comment xuống phía bên dưới cho mình biết các bạn nhá. Chứ mình thì cũng khá là thích đấy. Mình thì full skin của vị tướng Zuka rồi, tại vì mình rất là thích chơi Zuka, nên là nếu mà phát skin mới như thế này thì cũng được, mình cũng thích. Còn các bạn như thế nào thì đừng quên là comment xuống phía bên dưới các bạn nhá. Rồi, và tiếp theo thì mình cũng có qua sang một server khác. Đây, mình sang bên server đó chính là Đài Loan. Bên này thì có cập nhật một sự kiện liên quan tới, đó chính là vị tướng mới. Các bạn thấy là sắp tới vị tướng mới sẽ thay thế cho vị tướng Batman đúng không? Rất là nhiều bạn bảo vậy là Batman không còn bồ côi nữa rồi đúng không? Thay thế thì mình cũng nói tới cho tất cả bạn luôn, đó chính là vị tướng mới cùng vẫn mồ côi các bạn nhá. Đó, số phận rất là đen đủi. Ok, và khi mà chúng ta hoàn thành, các bạn thấy là chúng ta có các chương sự kiện cũng khá là quen thuộc đúng không? Có các chương này, chúng ta mở khóa ra ấy. Đầu tiên là vị tướng mới này, xong rồi chúng ta sẽ có thêm, đó chính là skin trong thưởng hạng này. Cuối cùng thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có AOV đây, sự kiện AOV đây các bạn nhé. Khi mà chúng ta mở full tất cả các chương thì các bạn sẽ được chọn một trong 5 skin. Nhưng mà skin này chỉ là skin bậc A thôi, bậc A hữu hạn thôi bạn nhé. Và thôi, bạn nào chưa có thì chúng ta lấy cũng được. Tiếp theo thì các bạn sẽ có các nhiệm vụ để chúng ta nhận huy hiệu này. Huy hiệu nhìn đẹp nhở. Ui, huy hiệu nhìn gọi là chất thật sự luôn ấy. Ok, sự huy hiệu này liên quan tới vị tướng mới các bạn nhé. Chúng ta cứ hoàn thành xong chương đầu tiên thôi. Đó. Và bên này thì không biết là còn bao lâu nữa nhỉ. Bên này cũng còn 9 ngày nữa chúng ta sẽ cập nhật phiên bản mới. Còn bên chúng ta thì để mình xem, bên chúng ta thì còn 16 ngày nữa liền các bạn nhá. Bên chúng ta thì sẽ cập nhật muộn hơn, bên này thì sẽ cập nhật sớm hơn so với bên chúng ta. Đó, bạn thấy là giao diện sự kiện mới nhìn rất là ngon, rất là chất lượng luôn đúng không? Nên là bạn nào đang xem thì chúng ta cứ hóng chờ
sự kiện sắp tới thôi. Có những thông tin gì ấy, mình sẽ thông báo mới nhất và sớm nhất tới cho tất cả bạn để chúng ta chơi và chúng ta nhận quà nhá. Ok, và cuối video thì bạn nào đang xem, chúng ta cũng đừng quên đó chính là vào ngay trong shop toluki.com. Shop thì có rất là nhiều, đây mình truy cập vào cho bạn xem nhá. Rất nhiều bạn hỏi là làm sao để anh có nhiều con huy như thế, thì các bạn cứ truy cập ngay vào trong shop, đường link mình sẽ để phía dưới dành tới cho tất cả bạn nhá. Đây mình truy cập vào Google nhá, nhấn nó hơi bị lag một chút xíu các bạn ơi. Ok, đây vào trong Google nhá. Nói chung là các bạn cứ khi mà đăng ký đăng nhập tài khoản mới vào trong shop ấy sẽ nhận được con huy là miễn phí. Tại sao vào Google hơi lâu nhỉ? Thì nói chung là các bạn cứ đăng ký này, đăng ký tài khoản mới, chơi các trò chơi ở trong đây. Rồi là chúng ta có các danh mục random nick, chúng nick cực kỳ VIP này. Các bạn có thể vào trong shop, đường link để phía dưới nhá. Còn giờ video của mình cũng kết thúc tại đây thôi. Chào và hẹn gặp lại tất cả bạn trong những video sau nhá.